Em đã suy nghĩ kỹ về ước muốn của con mình chưa? Em không muốn con đi đâu hết. Du học nghe hay đó, nhưng đi xa lắc xa lơ, rồi ai lo cho con ăn uống, rồi bệnh ai chăm con đây? Con lớn rồi em, hãy cho con một cơ hội để con có tương lai vững chắc hơn đi. Nhưng mình đâu có biết thủ tục và chi phí thế nào. Anh vừa mới liên hệ bên công ty du học Thái Bình Dương, họ tư vấn phân tích cho anh nghe cái lợi cái khó khăn của du học rồi. Con đi thì sẽ được học ở nơi giáo dục hàng đầu thế giới, trưởng thành trong một môi trường khó khăn thử thách nhưng nhiều cơ hội sẽ tốt cho con hơn em à. Vậy hả anh? Dạ anh đưa em qua bên công ty tư vấn đi. Em muốn biết cặn kẽ những gì đang chờ con em phía trước. Mà công ty tên gì anh? Công ty du học Thái Bình Dương, 57 Hồ Văn Huê, phường 9, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh. Với hơn 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tư vấn du học, chúng tôi là đại diện của rất nhiều trường danh tiếng trên 50 bang của Mỹ, Canada, Úc, cùng với đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp tận tâm, trung thực. Công ty du học Thái Bình Dương, 57 Hồ Văn Huê, phường 9, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh, tự hào là chiếc cầu nối để tiếp cận với nền giáo dục tiên tiến nhất thế giới. Chương trình phát thanh những câu chuyện đời. Chào mừng quý khán giả đến với chương trình Những Câu Chuyện Đời, chương trình do công ty cổ phần quảng cáo Nhất thực hiện, phát sóng liên tục các ngày trong tuần trên các đài phát thanh truyền hình Đông và Tây Nam Bộ. Chương trình do công ty du học Thái Bình Dương tài trợ. Chương trình Những Câu Chuyện Đời phát sóng vào lúc 6 giờ 45 thứ hai, phát lần hai lúc 12 giờ 30 thứ tư trên tần số AM 610 kHz của Đài Tiếng nói Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh. Phát lúc 12 giờ chủ nhật và 12 giờ thứ hai trên đài phát thanh truyền hình Cà Mau. Phát sóng trên đài phát thanh truyền hình Kiên Giang lúc 10 giờ 30 và 20 giờ 30 thứ tư hàng tuần. Phát sóng lúc 9 giờ 30 thứ bảy và 22 giờ chủ nhật trên đài phát thanh truyền hình Bình Phước. Phát lúc 5 giờ 35 và 11 giờ 47 thứ năm. Phát lần hai lúc 17 giờ 30 thứ hai hàng tuần trên sóng đài phát thanh truyền hình Long An. Quý khán giả thân mến, mỗi tuần chương trình phát sóng sẽ giới thiệu một hoàn cảnh, một câu chuyện về cuộc sống được chắt lọc từ những hoàn cảnh thực tế mang tính nhân văn của chương trình truyền hình nhân đạo Khát Vọng Sống. Quý khán giả thân mến, từ một người khỏe mạnh tháo vát là trụ cột của một gia đình, bỗng chốc tai nạn làm thành người liệt cả đôi chân. Liệu anh có chấp nhận số phận bi thương như thế hay không? Đó là câu chuyện về anh Trần Văn Toàn, ngụ tại ấp Thạch Mạn, xã Tân Lợi, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước mà hôm nay Nhã Quỳnh xin kể với quý vị. Anh Toàn có vợ và ba đứa con nhỏ dại, ngặt nỗi người vợ lại khờ khờ, nên khi xưa gia đình cũng ngại ngại là Toàn sợ vất vả. Nhưng tình yêu mà, Toàn thấy thương thương nên nghĩ rằng mình sẽ cán đáng để lo cho vợ, cho con mình được. Lúc còn khỏe mạnh, một mình Toàn cán đáng năm miệng ăn. Này bỗng dưng tai vạ ập đến, khiến cuộc sống của anh và những thành viên bỗng rơi vào hụt hẫng. Con dốc dài hun hút, sâu xuống theo lườn đồi, luồn lách qua các khe, các bụi, đầy đá và đất đỏ. Đường đi với người bình thường đã khó bởi nó khấp khuỷu, phải bấu chặt những ngón chân. Vậy mà đây chính là lối ra vào mỗi ngày của Toàn, người đàn ông bị liệt hai chân vì tai nạn. Toàn còn nhớ như in hôm ấy, cái ngày định mệnh cuộc đời, khiến anh từ một chàng trai khỏe mạnh vốn là trụ cột của gia đình nuôi năm miệng ăn trong nhà, bỗng chốc trở thành người tàn phế. Hôm đó là một ngày nắng vào tháng 11 âm lịch, sau chuyến đi làm xa mới về, thầy còn rảnh rỗi đôi ba ngày ở nhà với các con, Toàn lo sắp xếp mọi thứ cho ổn thỏa, để khi đi làm xa dăm bữa nửa tháng thì cũng yên tâm chuyện ở nhà. Theo mái tôn trên nóc nhiều chỗ, lỗ chỗ, sợ lại có mưa, sẽ dọc xuống ướt hết chỗ con học dần ngủ. Nên sáng sớm Toàn lụi hụi một mình, bắt thang trèo lên mái nhà, dự tính để thay vài tấm tôn mới. Cái mái tôn cũ hứng mưa nắng nhiều năm nên giòn tan, cứ một bước chân người leo lên dằn xuống là lại nghe răng rắc như tiếng lạo xạo rôm rớp của một vật cứng dễ chở bị bóp mạnh. Là một người lao động chân tay, nhưng những chuyện leo trèo lên mái ngói, nhà lá, nhà tôn với Toàn cũng không có gì phải đắn đo suy nghĩ. Từ bé đến giờ, những việc như đào đất, xịt thuốc, làm cỏ, làm hồ, cái gì Toàn cũng làm qua. Miệng có tiền để mang về cho vợ con là Toàn làm, không ngại ngần điều chi. Nên hôm nay lại là sửa lại cho chính ngôi nhà thương yêu của mình, thì Toàn cũng đâu có ngại gì khó.
Nghĩ vậy nên anh cứ trèo lên cao mãi, gần đến cái chóp nơi cao nhất. Khi đang loay quay tìm chỗ tựa cho đúng thế, thì Toàn bỗng thấy chân mình hẫng sâu vào khoảng không, cả người đổ nhào xuống đất. Tài chỉ còn nghe tiếng dở dụng như bước chân người khua lạo xạo đám lá dày khô. Mắt thì nhòa đi một màn không gian trắng xóa. Tất cả thiếp đi sau hỗn tạp âm thanh kêu la quảng hốt xung quanh. Toàn chỉ loáng thoáng lờm dần trong đầu ý nghĩ về cái chết, rồi thấy thân thể mình bay bổng, sự nặng nề như được trút hết lại ở cuộc sống thế gian. Những tháng ngày nằm khắc khoải giữa sự sống và cái chết ở bệnh viện là những tháng ngày kinh khủng nhất đối với Toàn. Tai nạn khiến Toàn bị liệt hai chân, phải nằm một chỗ. Bất lực gì bỗng nhiên không thể đi đứng được đã đành. Đau đớn hơn là cách đó ít lâu, vợ Toàn là Trang cũng bỏ mà về quê ở Cần Thơ. Biết tính vợ lơ ngơ vì từ trước vợ Trang cũng không được bình thường như bao người phụ nữ khác. Không thông minh lanh lẹ, sức khỏe lại yếu, không làm được việc nặng. Trang còn bị chứng bệnh là thỉnh thoảng hay ngồi nói lẩm nhẩm một mình. Toàn cũng đã đưa vợ đi khám khắp nơi, đông y có, tây y có, thầy bà có. Người ta kháo nhau là trang bị bà chữa, nghĩa là sống chân dên giữa cõi âm và dương. Bệnh đó không biết thật hư thế nào, chưa chữa hết, thì nay giữa cơn hoạn nạn khốn cùng, giữa lúc Toàn đang cần nhất một người thân bên cạnh để an ủi sẻ chia, vậy mà Trang đành Toàn bỏ chồng, bỏ con mà đi. Toàn tự đưa lý do để lý giải chuyện vợ bỏ nhà ra đi trong đầu, có thể là vì cô ấy đi tìm một công việc ở xa, đi gấp quá nên chưa kịp nói cho chồng con biết. Cũng có thể là ở quê nhà ngoại có chuyện gì gấp lắm, cha mẹ gọi về nên Trang mới phải vội vã mà đi vậy. Hay là mấy bữa Toàn nằm viện, Trang theo coi sốc mệt mỏi quá nên ngã bệnh rồi cũng nên. Đủ lý do cứ lởm chởm trong đầu Toàn, rồi Toàn bỗng nghĩ đến những điều xấu nhất. Có khi nào thấy mình không còn bình thường nữa, không còn đi làm ra tiền, không thể chăm sóc cho vợ cho con, chắc vậy mà Trang bỏ đi. Mà sao lại bỏ đi ngay lúc này? Ở nhà ba đứa nhau nhóc không người coi sóc, ăn uống không biết ra sao, học hành còn chưa biết thế nào. Toàn muốn bật dậy mà chạy ngay về nhà, thì nhưng đôi chân nó cứ nằm đó như ngủ quên không nhúc nhích. Bất lực, Toàn bật khóc. Sau mấy lần nảy sinh ý định quyên sinh, bởi chết bây giờ có lẽ sẽ bớt đau đớn hơn sống. Nhưng rồi Toàn sực tỉnh khi nghĩ đến ba đứa nhỏ nheo nhóc. Mẹ bỏ đi đã đành, giờ cha mà nằm xuống thì cả ba đứa biết sống dựa vào ai. Hôm qua, con bé Tiên, đứa con gái lớn của Toàn lặn lội mười mấy cây số lên bệnh viện thăm cha. Nhìn thấy cha nằm đó một chỗ, nó chạy lại ôm cha mà òa khóc. Khóc một hồi hết nước mắt nó thủ thỉ. Bà đứa con ở nhà không có sao, mẹ đi vắng thì con lo hai em cũng được. Hôm qua nhà không có gì ăn, con ra suối bắt cá về cho em rồi. Cha yên tâm, ráng hết bệnh rồi về nhà, đừng có buồn mà nằm đây hoài không dậy được. Lời của con gái khiến Toàn thức tỉnh, bởi nếu chết đi thì dễ dàng rồi. Toàn sẽ bình thản mà nhắm mắt xuôi tay. Nhưng những đứa trẻ ra sao khi không còn chỗ dựa của người lớn? Thôi thì ý trời là vậy, số mệnh an bày thì phải dương cao đứng lên mà sống. Nghĩ đến đó Toàn nhoài người, lấy hết sức bật dậy. Thế nhưng cái chân nặng nề không cảm giác níu lại. Toàn đổ sập người xuống sàn nhà. Mọi thứ xung quanh chao đảo, mọi suy nghĩ ban sơ cũng như sụp theo, dở dụng. Nhà của Toàn nằm sâu trong một con dốc dài hun hút, thâm thẳm.
Đường đi này với người bình thường đã khó, vậy mà giờ đây nó càng chông chênh trắc trở với một người không còn đôi chân để đi. Từ khi xuất viện về nhà, ngày nào Toàn cùng chiếc xe lăn cũng gắn chặt với con đường nhọc nhằn gian khó này. Cứ sáng sớm tinh mơ, Toàn lại nhờ hai đứa con gái đẩy phụ chiếc xe lăn qua khỏi triền con dốc để ra đường lớn. Rồi từ đó Toàn tiếp tục lăn dài những dòng xe khó nhọc về hướng trung tâm thị xã Đồng Xoài. Nơi đó sẽ có đông người qua lại, nơi đó sẽ có nhiều người mở lòng thương hại mà ban bố chút tình thương cho chút tiền cha con anh co cái mà qua ngày để sống. Đau đớn, tủi nhục và chua chát lắm khi chạm đến lòng tự ái của một người đàn ông đang nhiên khỏe mạnh, giờ thì ngồi bất động mà ngửa tay xin từng đồng từng cắt của người qua kẻ lại. Thế nhưng không xin thì đào đâu ra tiền để sống, kiếm đâu ra tiền nuôi các con. Ngay cả việc lấy vé số để đi bán cũng ngoài khả năng, bởi đâu ai bán chịu bán thiếu cho một người không có chút vốn liếng, cũng chẳng có một cơ thể bình thường mà để có khả năng trả được nợ nần. Thì thôi, đành ngậm tủi nhục mà nuốt nước mắt vào lòng để tiếp tục xin sự thương hại của mọi người. Toàn lại tiếp tục lăn bánh xe, để những vòng quay chậm chậm trượt theo nỗi đau cuộc đời. Quý vị thân mến, khi cuộc sống bế tắc, đôi khi người ta nghĩ đến chuyện quyên sinh để bớt đi gánh nặng của số phận. Thế nhưng không phải chết là hết, đúng không quý vị? Cái chết thì chỉ là sự bao biện trong việc trốn tránh trách nhiệm đối với gia đình và xã hội. Nó chỉ là chấm dứt nỗi muộn phiền của một người, nhưng mà sẽ gây bao ám ảnh và buồn đau cho tất cả những người xung quanh. Anh Toàn đã không chọn cái chết, mà tự đứng lên để sống, dù rằng đó là cái đứng lên trong tâm tưởng. Và thật vui mừng là không lâu sau đó, vợ anh đã trở về với gia đình sau bao lời khuyên lơn của gia đình hai bên nội ngoại. Chương trình Khát Vọng Sống đã đến và trợ giúp gia đình anh Toàn vào tháng 4 năm 2016 vừa qua, và đúng vào thời điểm anh đang rơi vào bế tắc. Không những giúp một số tiền để cuộc sống anh bớt khó khăn, mà còn hỗ trợ y tế đưa anh Toàn đến bệnh viện lớn để tiếp tục chạy chữa và theo dõi bệnh tình. Ngoài ra còn tạo công ăn việc làm cho chị Trang, sửa sang nhà cửa và giúp các cháu tiếp tục đến trường đi học. Thưa quý vị, chuyến hành trình đến với vùng đất chiến khu nắng gió với bụi mờ đất đỏ đã khép lại, nhưng mở ra những rung động cảm xúc bồi hồi về câu chuyện đời người, về những sóng gió cuộc đời mà số phận đã an bày, và không ai có thể tự lựa chọn con đường của tương lai mà đi cả. Vì vậy hãy tiếp tục chia sẻ yêu thương, tiếp tục làm những điều mình mong muốn và vững tin vào cuộc sống, bởi hạnh phúc của chính mình đó đơn giản chỉ là được nhìn thấy người khác nở nụ cười. Hãy gửi những cánh thư động viên và chia sẻ đến những nhân vật của chương trình để mang niềm tin, động lực và sự vững tin vào cuộc sống cho họ, quý chị nhé. Thông tin xin gửi về Ban tổ chức chương trình Những Câu Chuyện Đời, số 82 Nguyễn Phi Khanh, phường Tân Định, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh, điện thoại 0838207084, nhánh số 17, email nhữngcauchuyendoi@junet.com.vn. Kính thưa quý vị, chương trình Những Câu Chuyện Đời đến đây xin được phép khép lại. Chương trình do Công ty Cổ phần Quảng cáo Nhất phối hợp với Đài Tiếng nói Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh thực hiện. Liên kết phát sóng trên Đài Phát thanh Truyền hình Cà Mau, Đài Phát thanh Truyền hình Kiên Giang, Đài Phát thanh Truyền hình Long An và Đài Phát thanh Truyền hình Bình Phước. Chương trình do Công ty Du học Thái Bình Dương tài trợ. Được tích hợp trên website http://những-cau-chuyen-đoi.com và http://những-cau-chuyen-đoi.vn. Rất mong sẽ nhận được sự quan tâm và đóng góp của quý vị. Xin chào và hẹn gặp lại trong chương trình tuần sau. Em đã suy nghĩ kỹ về ước muốn của con mình chưa? Em không muốn con đi đâu hết. Du học nghe hay đó, nhưng đi xe lát xe lơ, rồi ai lo cho con ăn uống, rồi bệnh ai chăm con đây? Con lớn rồi em, hãy cho con một cơ hội để con có tương lai vững chắc hơn đi. Nhưng mình đâu có biết thủ tục và chi phí thế nào. Anh vừa mới liên hệ bên Công ty Du học Thái Bình Dương, họ tư vấn phân tích cho anh nghe cái lợi cái khó khăn của du học rồi. Con đi thì sẽ được học ở nơi giáo dục hàng đầu thế giới, trưởng thành trong một môi trường khó khăn thử thách, nhưng nhiều cơ hội sẽ tốt cho con hơn em à. Vậy hả anh? Dạ anh đưa em qua bên công ty tư vấn đi. Em muốn biết cặn kẽ những gì đang chờ con em phía trước. Mà công ty tên gì anh? Công ty Du học Thái Bình Dương, 57 Hồ Văn Huê, phường 9, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh. Với hơn 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tư vấn du học, chúng tôi là đại diện của rất nhiều trường danh tiếng trên 50 bang của Mỹ, Canada, Úc, cùng với đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp, tận tâm, trung thực.
Công ty du học Thái Bình Dương, 57 Hồ Văn Huê, phường 9, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh, tự hào là chiếc cầu nối để tiếp cận với nền giáo dục tiên tiến nhất thế giới.